Đây cả nhà, đây là cái chợ chợ Bình Dương ở thị trấn Bình Dương, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định đó cả nhà. Hôm nay Thảo ghé cái chợ Bình Dương này. Cái ngôi chợ này á, là người ta làm bún thủ công. Đó, mọi người coi cả cái dải ở đây từ từ mà lúc mà chỗ Thảo đứng đây đi tuốt lên trên kia là 4-5 cái lò họ làm bún luôn. Họ làm bún bằng phương pháp thủ công như đó. Mọi người có thể thấy là mấy chú đang ép bún thủ công đó. Và mấy cô mấy gì là ăn tại chỗ trong chợ luôn, rất là ngon nha cả nhà. Đó, đây mọi người coi mấy cô mấy gì bán bún trong chợ này. Chụp hình lên. Dạ. Chị ở đây là bún mình làm tại chỗ rồi ăn tại chỗ luôn chị ha. Bún á. Bún. Bún tươi vậy nó mới ngon. Chị có đũa chưa? Chưa. Chờ em chút nữa chị, em cân hai cái bún chân vòng nó đi coi. Không được rồi nhập. Ép đi. Rồi. Đó, anh nó đang ép bún. Lấy khẩu trang đeo lên. Ai? Đi đâu quay chứ ai là ai đâu mà. Đâu ẩm lên hoài. Bắt tao mới hò. Ẩm lên miết à. Nó đứa ăn bún nó về nó quay ẩm miết. Ước à. Mà không biết là cái tờ gỏ bằng nước ngoài và nó lách chết nha. Lại quay ông hai bán bánh nữa. Bỏ qua con gái đâm băng này luôn. Là băng ở đây hàng băng vậy. Bên này anh cậu đang ép bún này. Có bên nước ngoài nên mình cho một chút à. Ở cái ngôi chợ này thì người ta vẫn giữ cái cách làm bún thủ công á, ép thủ công á. Chứ nhiều chỗ bây giờ là người ta ép bằng máy hết rồi. Chị vô ăn chị, tay này. Ta lấy hầm vô. Anh lấy cái khuôn ép ra lại. Thì đã phải từ từ đi chứ, mà cứ 7 giờ đi mình 8 giờ đi được chứ đâu trời ơi. Biết xem một góc có bao nhiêu đứa là bao nhiêu đứa cũng đi ăn bát đi sớm cái nào ăn cái chợ này người ta làm bún rất là nhiều luôn, làm bún thủ công. Đó cái chú ở bên đó là đang ép bún. Ê, hôm nay Thảo ăn bún xong chút xíu rồi mới đi quay. Gì vậy em? Cô làm cho con á hả? À. Cô cho con ít bột ngọt thôi. Ít bột ngọt ấy. Dạ. Ít thôi, dạ ít thôi, chút xíu thôi cô, chút xíu thôi. Dạ. À, bún đây là bún tươi luôn cả nhà. Mình ăn bún tươi tại chỗ luôn, làm tại chỗ luôn. Một tô vậy bao nhiêu tiền vậy cô? Cô 7.000. 7.000 đồng thôi hả? Ừ. Ồ rẻ ha, ở quê rất là rẻ luôn. À, đây là bún tươi làm tại chỗ và ăn tại chỗ luôn.
nữa, cô trùng lại cái cho nó nằm. Dạ. Đó rồi ăn bún thôi. Tô bún nóng hổi luôn, bún tươi rói luôn. Bún tươi làm tại chỗ ăn tại chỗ. Muốn cho chị vậy tôi ăn thử miếng nít dùng thôi. Tôm á này cũng rất là ngon. Cái này tôm với người ta làm ràm á, con ràm ở quê á. Rồi bún nó xuống nè. Ở đây á người ta còn xài bếp củi á. Làm bún thủ công vậy đó. Thì chờ Bình Dương này là còn làm bún thủ công nhiều lắm. Chưa đâu, chú còn ngồi lên nữa nè. Cái đó là cua hả cô? Ràm đó đúng không? Ràm dạ. Con ăn nướng tôi quay. Để con đi quay xíu rồi con quay lại con ăn. Cái ngôi chợ quê đẹp lắm luôn cả nhà. Chú bên kia cũng đang ép nữa đó. Cả cái giải này ép nhiều lắm, nhiều điểm ép lắm. Dùng cái giải già tội. Dạo lậu. Dạo lậu. Bao nhiêu anh hai? Dạ còn cái chứ đâu nữa. Đậu tôi chưa ấy mà rửa, chưa ăn em rồi. Có xem mà đã gì đâu rửa. Thì bún ở đây nó nhỏ ngon lắm nè. À, như vậy là một mẹ bún thành phẩm ra rồi đó. Chưa xong nữa, chú xả đi nước nữa. Ép đây cả nhà. La trời có gì đâu chú. Đó cái sợi bún nó xuống này cả nhà.
uống ở đây nó đâu quay mít tay người. Dạ. Dạ, nồi lên hình hoài ha. Dạ. Tính rồi làm nhà muốn gì tính? Cái chợ này là Thảo đếm sơ sơ. Dạ. Cái chợ này Thảo đếm sơ sơ là thấy có 5 cái điểm bán bún này làm tại chỗ mà khách rất là đông, tiệm nào khách cũng đông hết. Cô chú à. Để lên đây và chú lấy nó xuống. Đó. Chờ chú cho bột vô rồi ép tiếp. Cô chú bán đến 11, 12 giờ không cô chú? Dạ. Cờ đó hả cô ha? Dạ. Bán đến 12 giờ mọi người đến, nếu mà có dịp mà đi mình ghé Bình Định mình ăn bún. Con ở đâu? Con ở Sài Gòn ra chú. Dạ. Cô lấy bún này đó, bún chín này. Bún ở đây thì ăn kèm với tôm với rạm. À, ăn nước mắm cũng được, đúng rồi. Dạ. Dạ. Cô lấy bún ra. Vậy cái xăng lá ra là dậu là rào. Cô chú ấy bún không ở đây là bán nhiêu ký vậy cô chú? 11.000. Dạ. Đó, chú ngồi lên ép đi. Cái nghề truyền thống này chắc rất là lâu đời ở Bình Dương rồi đó. Chú nếu mà mình tính ra truyền đi truyền lại chắc phải vài chục năm ở đây rồi chứ chú hả? Dạ, trên 50 năm. Dạ. Chú là thế hệ. Dạ. Cứ thế hệ này đến thế hệ khác vậy đó. Bán. Cô rửa lại bằng nước sạch đó. Cho nó ráo nước nữa. Dạ. À về chú hả? Dạ. Tại bún ở quê mình nó ngon, cái gạo nó ngon, có làm nó không có. Dạ. Không có bỏ chất, chứ bỏ quạng gì hết đúng chú. Dạ. Ở quê mình là mấy nó ngon vậy đó. Quê riêng quê mình, mà quê nào vậy đồ ăn quê là nó ngon. Đang một thịt gạo rồi một cái trứng gà. Dạ. À cái nước bún này là nấu luôn đó hả cô hả? Dạ. Nước bún này thì là dùng để nấu ăn luôn thầy nha. Dạ. À đây tô 5.000 hả cô? Vì mà ở quê mình rẻ dữ hả? 5.000, 7.000 đồng thôi. 3.000 cũng bán hả cô? Trời. Cũng bán. Dạ, ăn nhiều là bán nhiều. Đó cái nấu gì dạ. Cái tô mà chị đang làm ở đây là 5.000 đồng thôi đó cả nhà. Rẻ ghê không? Quá rẻ luôn ở quê. Đó, ăn 2 tô 10.000 là no luôn rồi. Dạ, không phải như vậy. Tô 25, 30, 40 tùy nơi nữa, tùy địa thế. Dạ đúng rồi. Đúng rồi đó chú, người xa quê đi về khi nào cũng thích ăn ở quê mình à. Dạ.
Dạ đúng rồi. Cô ơi, cái nồi này là nồi ràm đúng không? Cô bây giờ nó qua về tối thì mới có được. Dạ đúng rồi đó cô, đôi cái chút xíu mới có không được, tùy mình đó cô, tùy cái người mà họ muốn đăng lúc nào á. Cái nồi này là nồi nước ràm để ăn với bún. Còn hai nồi bên kia là hai nồi gì đó thì gì cô cho con coi. Mắm cua. À cái đó cua à. Dạ cái đó ràm. Mắm cua. Mắm cua à. Dạ còn cái nồi giữa à nước luộc nữa thôi. Dạ. Dạ. Cái chợ này nó đẹp lắm luôn á, mọi người coi này, nó khói nó len lỏi vô từng cái ngóc ngách á, nhìn nó đẹp lắm, lên hình nhìn nó đẹp lắm. Dạ đúng rồi, lên đẹp quá cô ha, nhìn nó rất là nghệ thuật luôn á. Dạ con mới ăn. Có chứ. Chúc con chị cô coi cái kênh của con. Rồi cô mở cái là tối là chắc chắn có luôn. Dạ. Nào qua đây. Vậy thôi hả cô? Ừ. Đấy. Chứ không có thêm nước hả? Không có đó đâu. Tại vì tao mở điện thoại là thôi. Dạ. Đây là bún cua. Có một tô nước mắm luôn nè. Ai ăn cay thì bỏ vô, nước mắm cô sắc chanh vô. Dạ. Hồi nãy là Thảo mới ăn tô bún gì đó, bún tôm. Giờ đây ăn tô bún rạm. Cô tô bún rạm này nhiêu tiền? 5.000 luôn hả? Dạ cũng 5.000 đó cả nhà. Nói chung là cô bán ai cũng giống nhau chứ không phải là bán cho mình rẻ đâu nha. Mọi người có dịp đi về cái chợ này là chợ Bình Dương, ở thị trấn Bình Dương, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định đó. Mọi người ăn thử ha, để Thảo ăn thử miếng coi. Dạ à, cái bún cua này ngon này, bún rạm này ngon này. Ở quê mình á, ràm người ta bắt được á, thì người ta giả ra người ta nấu bún rất là ngon. Trong Sài Gòn thì người ta hay kêu cua đồng á, nhưng mà cái con cua đồng thì nó hơi khác với con ràm ở ngoài miền Trung mình xíu. Con ràm mình thì nó dạ con biết rồi, cái con ràm là cái chân nó hơi lép lép á, nói chung là mọi người gọi ràm miền Trung là nó ra. Đây làm bún bán rồi mình mua về mình ăn cái gì được, ăn nước mắm còn ngon. Muốn hai miếng. Miếng nó để cho hai vịt nào mà cua. Cô bún tôm cùng 5.000 luôn hả cô? Mình theo hồi bữa nó qua mình mới điện thoại mình có, mà bây giờ mình mở ra sao không thấy có không? Dạ, bún 5.000 quá rẻ luôn á. Có nhưng mà cô phải nhớ cái tên cái từ đây để cô mở nó lại á. Cô nhớ phải nhớ. Đó, một tô bún vậy 5.000 đồng đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một cái dùng cù chuyên dùng để mà lấy được cái ống này ra, tại khi mà ép vô nó chặt lắm. Xong một quy trình lại tiếp tục, cứ thế, cái quy trình ép bún cứ thế cả nhà, cứ liên tục. Chồng thì ép mà vợ thì bán, và cái công việc nó cứ thế mà diễn ra. Nè, bánh đúc, bánh hỏi, bánh ướt, bánh đúc, bánh hỏi, bánh ướt. Bình Định mình thì bánh hỏi nổi tiếng này. Bình Định mình bánh hỏi nổi tiếng. Còn ở đâu? Con ở Huế. Ở Huế à? Dạ, bánh hỏi ăn với lòng heo là rất là nổi tiếng. Cái lá hè nhỏ nhỏ này nè, nổi tiếng ở Bình Định. Ở Huế là vừa về đây đi chơi hay là sao? Dạ, con đi chơi thôi á, cái gì. Dạ. Cái sợi bánh hỏi Bình Định nó nhỏ. Nhỏ mà nó ngon. Dạ. Bánh hỏi Bình Định mình là nó ngon rồi. Ở Huế không có miếng bánh hỏi đâu. Còn có bánh ướt, Huế là có bánh ướt. À. Dạ, bánh ướt đúng là điện như vậy này, luộc ra vậy ăn. Còn bún là làm sao, còn có bún được kia phải không? Dạ. Cái món bánh đúc ăn với nước mắm hay mắm nêm mà. Mắm nêm ngon. Dạ, ăn mắm nêm cũng rất là ngon. Bánh đúc ở đây thì họ không có để màu á, để bánh đúc mà mình ăn bánh đúc mặn á. Còn trong miền Nam thì bánh đúc hay làm bánh đúc ngọt ăn với nước đường, mọi nơi mọi kiểu. Dạ. Bánh đúc ngoài với nước đường. Dạ, thì mọi nơi mọi kiểu á cô. À, đây bánh hỏi, hỏi nhà làm luôn hả cô? Nhà làm. Dạ. Nhà làm luôn.
Cái sao pha đá là bán bao lâu? Đâu tầm dành để ai bán rồi? Pha pha dầu với hệ bán 5 ngàn rồi, bán 5 ngàn rồi, bán coi mấy cái clip này là ai mà đi xa nhớ quê lắm, coi lại những cái chợ quê mình nó nhớ thích thích về quê liền luôn. Dạ. Cô bánh hỏi này bây giờ là mình ép bằng máy hết rồi cô hả? Mình làm bằng mô tô nó coi. Dạ, nhưng dạ, mình làm motor. Bằng đây con à. Dạ. Máy mình làm bằng máy nó dữ hơn cho mình làm thủ công giờ là mình nó... Chứ giờ không có ép nổi như bún nữa cô hả? Sức đâu mà ép không, nổi. Không ép được bún nữa, bây giờ dạ. Mô tô nó coi. Dạ. Dạ mô tô. Mà đưa nhiêu? 10 ngàn. Đưa chi tới 10 ngàn giữa ta bị em nói cầm 20 ngàn đừng kia 10 ngàn đó. Đây là hè bây giờ. Không còn nước mắm giờ này. Hả? Cho nó mắm đi. Chút. Cái kia nó mắm đi. Em này mình mắm này. Mình mắm ngọt được. Mình mắm là mặn. Đó này mắm giờ. Đưa cho mình một xíu. Cân nó nửa ký hả cô? Đây mà không ớt mày cầm đi. Đó, cô bạch sạc nghe. Còn con cá đục nó còn tươi xanh luôn á. Đây mực này cả nhà. Đúng cái chợ này là ngon lắm. Cá nó tươi, nó còn tươi xanh luôn. Cá ở đây là sát biển rồi nha, cho nên rất là tươi. Cái dạng hàng này là cá biển cả nhà. Dạ nó ngon lắm luôn, tôm đất này thịt nó nhiều lắm, cái giò nó mỏng lắm. Con này mà làm bánh lọc á ngon cực kỳ luôn cả nhà. Lâu lắm mới gặp lại tôm đất này, về quê mới có nha, chứ ở Sài Gòn là không có đâu. Con này mà nó tươi rói vậy luôn á. Nếu mà mọi người đi chợ gặp nó mua về nấu canh nó cũng ngon lắm. Ở đây toàn đồ quê không ạ, tép đồng ở quê. Rồi bên cá bóng, cậu ơi có bóng trứng không á,
lại cá bóng. Đó, cá bóng trứng không ăn đồ ngon không à? Con cua đồng á, con cá lúi nữa kìa. À, lâu lắm mới gặp lại cá lúi. Ở quê ngoài miền Trung là biết cá lúi, nhưng mà trên sờ trong miền Nam là không biết đâu. Cua đồng đó. À, cô này cô lấy con rạm là cái con rạm mà hồi nãy mà Thảo quay phim mà làm bún rạm đó cả nhà, là con rạm này, mọi người coi con rạm. Rạm dạ giờ rạm nhỏ không à? Đó, con rạm đây, quay con rạm cho mình. Giờ làm gì có rạm lớn giống hồi xưa nè. Có rạm lớn rồi.